chị ba có quay trở lại nhà Bảo Xanh nhằm lúc cô Cai đang chuyển bụng. Đến 8 giờ, quả thật cô sanh ra một đứa con gái. Chị ta đợi mụ làm thuốc, tắm em. Đi hết xong rồi, chị ta mới lẻn vô phòng, thì thấy cô Cai Lung đang nằm buồn so. Cô Cai vừa thấy mặt ba có đã lắc đầu và lên tiếng than. Thiệt quả là con gái rồi chị à. Tôi hay rồi, tôi vô từ tảng sáng tới giờ. Tôi nghe cô chuyển bụng mà tôi nhát quá, tôi không dám vô. Cô sanh mạnh giỏi, tôi mừng cho cô. Tôi buồn quá à. Sanh thứ con gái có ích gì đâu. Cô làm sao nói đổi giùm cho tôi con trai cho tôi á, thì tôi mang ơn lắm. Nó chưa có đẻ nên chưa biết con trai hay con gái. Mà ta nói nó đòi tới 1.000, biết làm sao đây? Tôi lại chị làm ơn nói giùm, bởi tôi không có tiền sẵn, chứ như có đó thì bao nhiêu tôi cũng chịu hết á. Nó muốn chuyển bụng ở đẳng kìa, để chừng nào nó sanh rồi sẽ hay. Phải làm sao mà đổi trước khi chị vú lên, chứ để thấy con gái rồi đổi sao được. Ta nói cô đừng có lo, có lẽ là nội buổi sớm mơi này á mình tính xong. Cô nói chiều chị vú mới lên mà sợ cái giống gì. Nè, mà nếu sớm mơi này á có thầy ký lại hỏi tên họ đặng lập khai sanh á, thì cô khoan khai nghe. Đợi con kia nó đẻ rồi sẽ khai luôn nghe không. Cô nói để thủng thẳng chiều hay mai gì đó, cô kiếm tên tốt, cô đặt cho con nhỏ rồi cô sẽ khai. Theo luật á, thì còn 8 bữa còn khai được. Mình trễ 1-2 ngày có hại gì đâu. Chà, mà có cái này khó quá chị à. Cái gì đâu mà khó. Tôi đẻ con gái, mụ chánh mụ phụ đều biết hết á. Nếu tôi đổi con trai, sáng mai cô mụ phụ lại tắm em, cô thấy khác, rồi cô hỏi, rồi bể việc, rồi chị vú chị biết còn gì. Tôi đã tính tới cái chuyện đó rồi, cô đừng lo. Phàm đứng sanh cho nhà giàu á thì phần của cô mụ chánh, xong sanh rồi á cô không biết tới nữa. Còn mụ phụ nào đứng giúp đó thì mỗi bữa cô lo săn sóc tắm rửa cho em, người khác không có xen vào được. Hồi nãy cô sanh á, tôi đứng ngoài chơi mà tôi đã nhìn mặt cô mụ phụ đó rồi. Nếu cô đổi con á thì tôi o bế nói trước với cô mụ phụ, đặng cổ kín miệng, rồi chừng về á cô đền ơn cho cổ vài chục đồng bạc thì êm chứ gì. Chị tính hay quá à, xin chị điều đình giùm. Nếu xong việc á thì tôi không có quên ơn của chị đâu. Lúc đó thì cô mụ phụ xách hai ve nước nóng bước vô phòng, thấy ba có ngồi nói chuyện thì mới lên tiếng hỏi ba có. Cái cô nhỏ nhỏ ở ngoài Sài Gòn vô nằm phòng thí hồi sớm mơi hôm qua đó, có phải là em của cô không? Phải. Sao đó cô mụ? Con so mà cổ sanh lẹ quá. Ủa, sanh rồi hay sao? Con trai hay con gái vậy? Ta nói con trai, thằng nhỏ lớn quá, còn đương tắm ở đẳng chưa có cân. Mà tôi chắc nó nặng ít nào cũng 3,8 kg á. Ba có đưa mắt nhìn cô Cai mỉm cười, rồi mới chạy lại phòng sanh mà coi. Cách một hồi lâu ba có quay trở lại và lên tiếng nói với cô Cai. May cho nào lắm, thiệt là con em của tôi nó sanh con trai rồi. Cô Cai mỉm cười, rồi quay qua nhìn con của mình thấy nó nằm ngủ, lòi hai ngón tay ngón trỏ ra mà dài. Cái mặt thì rất tròn trịa dễ thương, cô ứa nước mắt. Bà có lên tiếng nói tiếp. Con em tôi nó gắt quá à, nó nhất định 1.000 nó mới chịu đổi, chứ ít hơn không có được đâu. Nó nói là nó thương con nó lắm. Tôi không có tiền biết làm sao đây. Tôi nói thiệt với chị, hổm thầy Cai đưa tôi lên đây, thầy đưa cho tôi 200. Hôm nay ăn xài và đưa cho chị vú đi xe, hao hết 30. Bây giờ trong mình tôi còn có 170 à. Thôi, để tôi chịu 150. Nó nói không có được, phải đủ số 1.000. Tôi nói giùm hết sức mà nó không chịu bớt. Khổ quá à. Thôi, tôi nói như vậy nghe. Bây giờ tôi đưa chị đỡ trước 150. Chừng tôi đánh dây thép cho thầy Cai lên, tôi xin thêm được bao nhiêu á thì tôi đưa hết cho chị nữa, được không? À, để tôi nói lại với nó coi được không nghe. Tôi tưởng nếu nó không chịu á thì cô đưa được bao nhiêu hay bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu á thì cô làm giấy rồi sao về dưới cô gửi lên trả, có khó gì đâu.
Cô Cai nghe nói như vậy thì cô nằm suy nghĩ một lát, xong rồi cô lên tiếng nói. Được, làm giấy thì tôi làm cho, rồi sau tôi sẽ gửi trả dần. Xin chị nói giùm với cổ nghe. Ba có lại quay đi, đi một lát rồi trở lại nói là con Phục đồng ý đổi theo lời của cô Cai xin. Chị ta bèn bàn tính với cô Cai bây giờ, hai đứa nhỏ phải khai tên gì, mẹ tên gì. Cô Cai nói thầy Cai tên Lung thì con của thầy phải đặt tên là Lăng, mà cô tên là Lê Thị Mẹo thì khai sinh phải để đứa nhỏ là Lê Văn Lăng, còn con ruột của cô thì phải khai là Thị Hai vì nó là đầu lòng. Ba có là người khôn ngoan nhậm lẹ, việc khó cho mấy chị ta tính cũng dễ, cho nên chị ta đi tuốt lên trên phòng giấy o bế thầy ký đặng làm khai sanh luôn cho hai đứa nhỏ. Thầy ký cầm giấy viết đi xuống nhà sanh, đi vô phòng cô Cai thì cô khai tên là Phạm Thị Phục, 22 tuổi. Cô đặt tên con là Phạm Thị Hai. Qua bên phòng thí thì con Phục khai tên nó là Lê Thị Mẹo, 25 tuổi. Nó đặt tên cho con nó là Lê Văn Lăng. Thầy ký nghe nói xong ghi rồi nhìn con Phục và lên tiếng hỏi. Ủa sao tự nhiên cô tăng tuổi lên làm gì vậy? Tôi ngó chừng cô chừng 17-18 tuổi chứ làm gì mà tới 25 tuổi vậy? Ba có nghe nói như vậy thì mới hớt và trả lời. Không, con em của tôi nó nhỏ dốc chứ nó trọng tuổi lắm đó thầy. Nó 25 tuổi thì nó khai 25 chứ khai gian làm gì? Đàn bà có thuế má gì mà chồng tuổi lên cho mau ra già. Thầy ký nghe nói như vậy thì thầy không nói gì, chỉ nhún vai rồi bỏ đi lên phòng để làm giấy tờ. Ba có đi kiếm cô mụ phụ mà òn ỉ để mà âm mưu xin cô kính miệng thì cô Cai sẽ tặng cho vài chục đồng bạc. Cô mụ phụ nghe hứa đền ơn thì cô nhận lời liền. Lại cô tưởng là cô Phục nghèo, đổi con bất quá có lợi chừng ít chung đồng bạc là nhiều, cho nên cô không kèo nài thêm bớt gì hết. Ba có sắp đặt xong xuôi rồi mới bồng con của con Phục đem giao cho cô Cai Lung. Cô Cai móc túi lấy 150 mà đưa cho ba có, rồi biểu ba có bồng con của cô mà giao lại cho con Phục. Tới chừng ba có bồng con nhỏ mà đi thì cô Cai ngó theo, cô chảy nước mắt và lên tiếng nói vối theo. Xin chị làm ơn nói với cô đó, ráng nuôi giùm con tôi cho tử tế nha. Ba có lại lãnh đi đánh dây thép giùm cho thầy Cai Tổng Lung biết là cô Cai đã sanh con trai và mẹ con đều mạnh giỏi. Chiều đến, chị ta lên nhà lấy 2 tờ khai sanh mà giao cho hai người. Tờ của Lê Văn Lăng, mẹ là Lê Thị Mẹo, thì giao cho cô Cai. Còn tờ tên Phạm Thị Hai, mẹ là Phạm Thị Phục, thì giao cho Phục. Bữa hôm sau, thầy Cai Tổng Lung lên tới. Thầy biểu đưa thằng nhỏ cho thầy bồng thử. Thầy bịt khăn đen, bận áo dài, mang giày tây, râu ngạnh trê, mà bồng thằng nhỏ còn đỏ hối. Thầy đi qua, đi lại, miệng cười ngõn ngoẻn, coi ngộ quá. Cô Cai đưa tờ khai sanh cho thầy coi. Thầy nói thầy đặt cái tên cho thằng nhỏ là Lăng là đúng lắm. Thầy ngó thằng nhỏ một hồi rồi thầy mới lên tiếng nói. Thằng Lăng coi giống tôi quá ha mình. Tôi bây giờ có con trai nấu dòng rồi, tôi không có lo nữa. Nè, mình phải chịu cực ở nhà thương cho đủ 10 bữa nha. Đặng trước là tẩm bổ, sau nữa cho cái thằng này nó cứng cáp chút xíu. Từ rày trở đi mình muốn thứ gì tôi cũng cho hết. Tôi ở trên này thăm mình vài bữa rồi tôi mới về làm việc. Đúng 10 ngày tôi sẽ đem xe lên đây rước mình với thằng Lăng nha. Để ở trên này tốn hao quá Thầy phải cho tôi ít 100 đồng bạc để tôi đền ơn mấy cô mụ và tôi mua đồ chơi. Được. Trời ơi, mình để con trai cho tôi như vậy dầu có bán hết nhà tôi cũng không phiền nữa. Mình phải cần lo tịnh dưỡng, bổ dưỡng đi, lo gì cái chuyện hao tốn. Thầy nói xong, thầy để thằng nhỏ xuống nằm trong nôi, rồi mở bóp, lấy đưa cho vợ 300 đồng và lên tiếng nói. Đây là 300, mình muốn ăn xài cái gì tùy ý, miễn là mình vui là được rồi. Còn đền ơn cho mấy cô mụ, thì để cái bữa mà tôi lên tôi rước mình, tôi sẽ đưa thêm cho mà đền ơn người ta. Thầy Cai mướn phòng ở khách sạn ngoài Sài Gòn mà nghỉ, đặng ra vô thăm 2 bữa rồi về. Cô Cai nói thiệt với ba có là thầy Cai có cho 300 đồng. Cô không dám xin nhiều sợ thầy nghi. Cô đưa thêm cho ba có 200 đồng
và hứa để ít bữa cứng cáp ngồi dậy được rồi thì cô sẽ làm giấy thiếu 650 đồng, rồi cô sẽ trả từ từ sau. Phục nằm nhà thương đủ 8 bữa thì người ta không cho nằm tiếp nữa. Bà có vô rước nó về, lại ghé phòng cô Cai mà biểu cô phải làm giấy thiếu nợ Phạm Thị Phục 650 đồng, hứa qua năm sau sẽ trả lại, nhưng nếu có tiền thì trả trước lần lần cũng được. Cô Cai thấy chồng vui mừng, không nghi ngờ gì hết, cho nên cô làm giấy nợ liền, lại đền ơn riêng cho ba có 20 đồng. Phục bước lại hung thằng Lăng một cái, rồi bồng con hai đi về với ba có. Cô Cai nằm ngó theo mà rưng rưng nước mắt. Phục bồng đứa con nhỏ về nhà, con nhỏ khát sữa cho nên nó bắt đầu khóc. Phục phải vạch áo lên định cho nó bú. Bà có nhìn thấy thì chắc lưỡi lắc đầu và lên tiếng nói: Chàng ơi, không có được, em cho nó bú rồi sẽ cặp vú còn gì. Phục nghe chị nói mấy lời thì lạ lùng lắm, cho nên nhìn sững ba có và lên tiếng hỏi lại: Vậy chứ nó khóc biết làm sao, phần sữa căng khó chịu quá, nếu để con bú thì nó sẽ bớt chứ. Qua tính cho em làm bà này bà kia, chứ chị đâu có tính cho em nuôi vú đâu mà là mà em lo cho con bú. Phải tính thế nào, chứ chị không muốn cho em nuôi con nhỏ này chút nào hết trơn á. Không nuôi thì bỏ cho ai nuôi, mình đổi con với người ta, họ lại bù tiền cho mình nữa, không nuôi sao được. Không, việc nuôi đó không có trong giao kèo, mình muốn để nuôi cũng được, hay là muốn cho ai tự ý mình chứ. Mà em nuôi con của người ta làm gì, nếu em nuôi nó, em ở nhà em ôm nó mà cho bú hoài rồi làm sao? Vậy chứ bỏ nó cho ai bây giờ? Chị tính là để sáng mai qua bồng nó lên nhà nuôi mồ côi ở trên Tân Định á, rồi cho phức đi cho rồi. Chị tính sao cũng được hết á. Xong em nghĩ con của mình họ đem về họ nuôi tử tế, còn con của họ mình giao cho nhà mồ côi đó, thì coi cũng kỳ quá à. Đời này chẳng có cái gì gọi là kỳ hết á. Em tưởng họ đổi con của em đặng họ nuôi hay sao? Đó là tại họ thương nó lắm hay sao? Có phải vậy đâu. Họ vì cái lợi trước mắt, họ muốn đoạt gia tài, nên họ mới làm như vậy chứ. Họ tính lợi á, thì mình dạy gì mà mình bo nhân nghĩa. Họ bù cho em về mặt 1.000 đồng bạc, nhiều nhỏi gì đó, mà em phải thí thân đặng nuôi con cho họ. Không có được đâu. Để chị đi mua một hộp sữa bò, rồi khuấy, mà cho nó bú đỡ tới sáng mai. Rồi bồng nó đem qua bên nhà nuôi mồ côi đi. Nhan sắc của em cầu mua muôn đồng bạc á, biết chị chịu đổi hay chưa. Có lẽ nào chỉ vì 1.000 đồng bạc mà phải hủy hoại cái nhan sắc của mình. Con Phục sau khi sanh rồi thì sắc đẹp nó lại càng đẹp hơn trước nữa, xinh đẹp bội phần. Lưng eo, ngực nở, da trắng đỏ, mặt nó tròn, nụ cười hữu duyên và tướng đi yểu điệu. Nó vẫn biết là nó có nhan sắc, nhưng mà nó nghe bà có khen thì nó mắc cỡ, cho nên nó quay mặt ngó chỗ khác. Bà có liếc mắt ngó nó rồi lại lên tiếng nói tiếp: Em đi nhà thương nằm xanh, về tiền xe, về tiền bánh hàng, về tiền đền ơn cho mụ, tốn hao không đầy 5 đồng bạc, mà mình có lợi bạc mặt được 370 đồng, còn 650 nữa. Để đó gấp gáp gì mà đòi, bề nào thì họ cũng phải trả thôi. Bởi vì họ sợ mình khai thiệt rồi hư việc của họ, bao giờ mà họ dám chối chứ. Nè, bây giờ còn 370 của em còn nguyên nè, em muốn mua thứ gì em nói đi, để chị đi mua sắm cho. Bạc ấy là bạc của chị làm ra, chứ nào phải bạc của em mà em dám biết. Em nhờ chị mà em được no ấm lành mạnh đây, đó là cái ơn trả lớn lắm. Em không biết làm sao mà đền được, có lẽ nào mà em dám nói với chị chuyện tiền bạc. Em đừng có nói vậy. Chị nuôi em á là muốn làm nên cho em, chứ không phải là chị muốn làm lợi cho chị đâu à nghe. Thiệt tình á, chị muốn có ý lợi dụng em, xong lợi dụng em để trả thù xã hội chơi, chứ không phải là lợi dụng em đặng kiếm tiền. Để thủng thẳng ngày sau đi, rồi em sẽ biết cái bụng của chị. Còn em nói em mang ơn chị á, em không biết làm sao mà báo đáp hả? Em muốn đền ơn cho chị thì không có khó gì đâu.
em cứ làm theo lời của chị vậy, đừng có trái ý của chị, bao nhiêu đó thì đủ đền ơn rồi. Nè, chị nói trước cho em biết nha, chị không có dạy việc hại cho em đâu, mà chị cũng không muốn em cái việc em làm không được đậu. Dầu lời chị dạy hay là ý chị muốn, cũng đều mong làm lợi ích cho em. Nếu mà chị chung hưởng là hưởng cái vui được thấy trả quán trả thù đó thôi. Thân em nhờ có chị nên mới sống còn được như vậy. Em nói thiệt, dầu chị đem em mà bán đi nữa em cũng vui lòng. Vì chị không muốn tỏ tâm sự của chị cho em hiểu, nên em không rõ ý của chị như thế nào. Nhưng mà chị dạy cách nào, chị muốn việc gì, em cũng làm theo hết thảy á. Lời em nói đó em phải nhớ à nghe. Em thề chẳng bao giờ em quên đâu. Tới đây thì ba có ngồi suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên lên tiếng nói tiếp. Sáng ngày mai sẽ đem con nhỏ lên nhà mồ côi để chị cho. Để coi còn số bạc mình kiếm được đây á, mình dùng sắm chút đỉnh quần áo và nữ trang cho em. Còn bao nhiêu nữa đó phải để cho em đi học. Học chi có ít, phải học mới được. Hồi nhỏ vì cha mẹ em nghèo nên em không được đi học. Bây giờ lớn rồi mà học cái giống gì? Nhỏ thì học theo nhỏ, bây giờ lớn thì phải học theo lớn, sao lại học không được? Em tưởng là chị biểu em đi học đặng làm cô giáo hả? Không có phải vậy đâu. Học chi cho mất ngày giờ mà không danh vọng gì hết. Chị muốn cho em học đặng làm bà nhà giàu, hoặc làm bà hội đồng hay là bà huyện, bà phủ kia mới sang trọng chứ. Ủa, có trường học như vậy hay sao? Trường của chị đây nè, em không hiểu, để chị cắt nghĩa cho em nghe nha. Ta nói đời này đàn ông ở trong xứ mình họ tiến bộ lung lắm. Không phải là họ tiến bộ về tài nghề hay là về văn học hay là về cơ xảo hay là đạo đức gì đâu. Không, mấy cái khoa ấy đó họ không có thèm ngó tới đâu. Mà nếu có ai học giỏi, họ lại ganh ghét kích bác. Nếu có ai mến đạo đức thì họ lại khinh bỉ ngạo báng. Họ tiến bộ có một khoa mà thôi, biết khoa gì không? Đó là cái khoa háo sắc đó. Cái tánh háo sắc của họ, không biết họ trau dồi thế nào, mà chỉ coi nó mạnh mẽ cực điểm. Mạnh mẽ đến nỗi mà hễ thấy gái đẹp thì họ trết. Không kể gì phẩm giá của gái son, không biết trọng chữ trinh cho đàn bà có chồng. Miễn là họ phỉ tình dục của họ đó thì thôi, dầu tốn bao nhiêu họ cũng không cần, dầu phạm danh nghĩa thế mấy họ cũng không sợ. Cái đời như vậy đó, nếu mình không nương theo mà cầu lợi cầu danh á thì mình mê quá, mình quê quá. Nè, chị nói thiệt với em nghe, vì cái tính háo sắc của đàn ông đó mà ngày nay thân của chị mới ra như vậy nè. Nhắc tới cái thân phận của chị á thì chị tức giận và oán thù lắm. Tiếc vì chị không có đẹp mà lại lớn tuổi rồi, nên chị không có thể nào báo thù được hết á. Em có sắc mà lại còn nhỏ, nên chị tính dạy em đặng trả thù cho chị. Em chịu không? Em đã nói rồi chị ba, dù chị có đem em đi bán em cũng vui lòng nữa. Ấy vậy chẳng có việc chị chạy chị dạy em không chịu. Được lắm, chị tính dạy em học là dạy cách điệu để cho đàn ông nó mê. Xưa rài á, chị đã dạy em cách đi đứng cho dịu dàng ha, dạy điệu nói chuyện cho thanh nhã đã gần xong rồi. Bây giờ phải dạy cho em biết chữ quốc ngữ, đặng em đọc và tiểu thuyết nè, coi nhật trình nè, rồi dạy em học đờn nè, học ca, học ngâm, học làm thuốc áp phiện. Phải dạy cho em thạo đủ mấy nghề đó đó thì mới làm cho đàn ông mê được. Trời ơi, học nhiều thứ quá, biết chừng nào mới rồi. Em đừng có lo, học các thứ một lượt trong 6 tháng thì xong hết á. Em cứ lo tiếp dưỡng cho thân thể cứng cáp đi rồi khởi công mà học. Chị làm đốc học, chị cần cẩn á thì chắc em học mau lắm mà nghe. Con Phục nó nghe nói tới đây thì nó chỉ mỉm cười. Ba có quay lưng đi mua sữa để cho con nhỏ bú. Sáng bữa hôm sau, ba có kêu một cái xe kéo, biểu con Phục đưa cái khai sinh của con hai, rồi mới bồng con nhỏ mà đi, nói là sẽ đem lên nhà nuôi mồ côi trên Tân Định mà gửi cho người ta nuôi. Xe vừa chạy khỏi đất Thánh Tây thì ba có thấy một người đàn bà che dù đỏ. Thì người đàn bà đó kêu ba có và lên tiếng hỏi: Chị ba, chị đi đâu đó? Ba có ngừng xe lại, người đàn bà đó đi lại gần, té ra đó là cô Năm Kiêu, là chị em quen biết hồi trước. Hai người mừng nhau rồi cô Năm Kiêu mới lên tiếng hỏi: Chị bồng con đi đâu mà đứa nhỏ còn đỏ hói vậy chị?
không phải con của tôi đâu, con của họ. Vì họ nghèo quá nuôi không nổi, nên họ mượn tôi đem cho nhà nuôi mồ côi. Con đâu mà đem cho như vậy? Đâu, đưa cho tôi coi thử coi, con trai hay là con gái vậy? Con gái. Nè, con nhỏ coi ngộ quá ha, mặt dễ thương lắm chứ. À, nó sanh được bao lâu rồi đây? Được 8-9 bữa rồi. Mới sanh mà con nhỏ cứng quá. Ha, tôi muốn xin đặng tôi nuôi chơi được không? Cô nuôi làm gì? Cô không có con hay sao? Đâu mà có, bởi vậy nên tôi muốn nuôi chứ. Có muốn nuôi thì tôi cho cô nuôi, chứ để cho nhà mồ côi cũng vậy à. Tôi muốn xin tôi nuôi quá, mà mình không có sữa. Mình cho nó bú bằng sữa bò được không? Thì được lắm chứ sao không được. Con nhỏ này có khai sanh đủ phép không vậy? Sao không có, để nhà thương không khai sanh sao được. Thôi, tôi mời chị lại nhà tôi chơi, lại đó đặng tôi nói cho ở nhà tôi hay, rồi tôi lãnh tôi nuôi cho nghe. Cô Năm Kiều nói tới đây thì mới quay ra kêu thêm một cái xe kéo nữa, rồi mới dắt ba có về nhà ở đường Sampen. Chồng của Năm Kiều là một tay đổ bát chứ không có nghề nghiệp gì hết, nhưng mà ăn mặc sung sướng, nhà cửa rực rỡ. Tuy ở một căn phố mà nhà dọn dẹp, dán khéo, sạch sẽ lắm. Cô Năm Kiều nói cái chuyện mình muốn nuôi con nhỏ cho chồng nghe, thì ông chồng cũng bằng lòng và lấy 5 đồng mà đưa cho ba có, mượn đem về đưa cho mẹ của con nhỏ. Bà có giao con nhỏ với lá khai sinh rồi mới lên xe trở về, nói dối với con Phục rằng người ta có cho 5 đồng. Phục tin lời ba có cho nên không gặng hỏi gì cả. Một tháng sau vừa qua thì thân thể của con Phục đã mạnh mẽ trở lại như xưa, mà ba có cũng đã chuẩn bị sẵn ý kiến cho nó đủ hết rồi. Bắt đầu may áo quần thêm, mua giày thêu, mua khăn sạc, mua một chiếc vòng cẩm thạch, rồi mua một đôi bông nhận hột xoàn. Từ bữa này, bữa nào cũng vậy, hễ ăn cơm chiều rồi thì ba có trang điểm cho con Phục, biểu nó đánh răng cho trắng, dạy thoa son làm cho môi đỏ, biểu chút móng tay, rồi nhuộm phao hồng hồng, rồi biểu dồi phấn từ mặt cho đến cổ, cho tới bàn tay, bàn chân. Rồi hai chị em dắt nhau đi ra bến thành mà chơi. Chị thì vẫn mặc đồ đen, còn em thì cứ bận quần trắng áo màu, khi thì màu tím, khi thì màu hột gà, khi thì màu khối nhang, khi thì màu thiết. Con Phục nó đã có sẵn sắc đẹp, bây giờ nó lại ra mã đàn bà, lại nhờ trang điểm khéo, y phục tốt, cho nên lại càng đẹp bội phần. Đẹp vì gương mặt có vẻ hiền từ, vì hình vóc đầy đặn, má dong dãy, nhất là đẹp về cái miệng cười rất có duyên và tiếng nói dịu dàng, đi đứng yểu điệu. Những người con trai đi chơi, ai gặp con Phục cũng phải đưa mắt ngó và trầm trồ. Một buổi chiều, hai chị em ngồi chơi tại một cái băng ngoài đường kính lấp. Cách đó một hồi có hai thầy ở dưới mé sông đi lên, rồi cũng ngồi kế nơi cái băng đó ở đằng kia. Một thầy trạc chừng 22-23 tuổi, còn một thầy kia thì khoảng 25-30 tuổi. Thầy lớn mặc đồ tây, thầy nhỏ thì bận đồ mát, nhưng bận đồ lụa trắng mới tinh, lại chân mang giày hàm ếch cũng mới. Thầy lớn mới lên tiếng nói với thầy nhỏ: "Nè nè, hồi hôm to đần cái bản gì hay quá, mo ngồi nghe đó mà cảm hết sức rồi nha. Chắc là anh nói cái bản Văn Thiên Tường chứ gì?" "Thì mo đâu có biết tên bản gì, để bữa nào to đần lại đi rồi tới cái bản đó mo nói cho to biết. Hồi hôm tôi đần cái đần tranh mà anh khen hay, chắc là anh khen cái bản Văn Thiên Tường thôi. Anh chưa nghe tôi xài cái đần kìm. Trời ơi, cầm cái kìm mà tôi đần thì là coi như là ngư trầm lạc nhạn nó nghe anh. Để hôm nào tôi đần cho anh nghe thử nha." "Vo đần kìm còn hay hơn đần tranh nữa sao?" "Đúng như vậy, ở cái đất Vĩnh Long này đó, mấy ông thầy đần đều nói là tôi đờn tươi nhất về cây kìm đó." Hai thầy nói chuyện tới đó thì đột nhiên ba có xen vô và lên tiếng hỏi: "À, xin lỗi thầy, không biết thầy dạy đờn thì thầy ăn bao nhiêu tiền công, một bản là bao nhiêu vậy thầy?" Tôi đâu có biết đờn đâu." "Nãy giờ tôi nghe thầy nói chuyện đờn, tôi tưởng thầy dạy đờn chứ." "Phải,
Thầy Đờn thì Đờn hay lắm, ngón tươi nhịp chắc. Mà ổng thật ra là thầy Thông chứ không phải là thầy Đờn. Ông thầy nhỏ bận đồ mát kêu bằng thầy Tư đó, lúc đó mới quay sang hỏi bà có. Cô tìm thầy Đờn chi vậy? Tôi muốn cho con em tôi đây học ít bản đừng tranh, ít bản đừng kìm. Mà không biết thầy Đờn ở đâu đặng cho nó học. Hai thầy nghe nói như vậy liền đưa mắt liếc nhìn cô Phục. Con Phục lúc đó nó ngồi nghiêm chỉnh, cứ ngó ngay trước mặt dường như là không có ai nhìn mình. Ông thầy lớn mới lên tiếng nói với bà có. Cô muốn cho cô em học Đờn á, thì cô nói với thầy Tư đây để thầy dạy giùm được mà. Thầy đó đâu có thua bất kỳ ông thầy Đờn nào khác đâu. Thầy làm thầy Thông ký, tôi đâu dám vô phép mà cậy thầy dạy cho em của tôi. Ôi được mà, thầy chưa có vợ con gì hết. Ban đêm nó thả đi chơi bậy bạ cũng vậy thôi, thì dạy giùm còn có ít hơn. Không biết chừng thầy dạy mà còn không ăn tiền công nữa à nghe. Nếu mà thầy không ăn tiền công thì tôi đâu dám cho học. Bẩm thầy, không biết là học Đờn một bản phải trả bao nhiêu tiền hả thầy? Cái đó không chừng đâu. Tùy theo tài của ông thầy, mà cũng tùy theo cái tài của học trò nữa. Học có thành thục rồi á, có người đó thì người ta đền ơn 3 đồng một bản, có người thì 5 đồng một bản, có người tới 10 đồng luôn. Xin lỗi thầy Tư, không biết nhà thầy ở đâu vậy thầy Tư? Tôi không có nhà riêng, tôi ở đậu với anh tôi ở đường Pudes á. Té ra cũng gần tôi mà, hai chị em tôi ở đường Luvani, tôi ở dãy phố 20 căn đó, nhà tôi số 72. Mời hai thầy bữa nào có đi chơi vô ngã đó, ghé nhà tôi uống nước. Tôi ở nhà có hai chị em chứ không có ai hết á. Bà có nói xong liền từ giả đứng dậy rủ Phục đi xuống chợ cũ mua trái cây và cúi đầu từ giả hai thầy mà đi. Phục nó cũng chắp tay cúi đầu mà từ giả, bộ coi bộ nghiêm nghị lắm. Đi được một khúc, bà có nói nhỏ với con Phục. Hey, em đừng ngó lại chỗ hai thầy ngồi đó nghe không? Sao vậy chị? Nếu mình ngó lại á thì người ta biết mình ngó chừng, rồi người ta cho mình là bọn tứ thời đi trêu ghẹo người ta. Mình đừng thèm ngó lại, họ mới mê mà đi theo mình. Dạ, chị nói phải lắm. May quá, đi chơi tầm bậy mà kiếm được thầy cho em học Đờn học chữ chứ. Người ta làm thầy Thông, người ta đương chịu dạy mình á. Vậy mà, để rồi em coi, tối nay thầy sẽ lại nhà mình, lại mà dạy giùm mà không ăn tiền đâu. Sao chị biết? Thầy có hứa dạy cho mình đâu. Ây, con nhỏ này quê mùa quá. Chị thấy cặp nhãn của thầy á, thì chị đã biết là thầy mê em rồi. Chị nói thầy sẽ tới nhà mình. Em muốn cá bao nhiêu chị cũng cá hết á. Thầy nói thầy không có vợ. Chị nói mình ở nhà có hai chị em. Có cái gì cản ngăn đâu mà thầy không lại nhà mình, đúng không? Chị đoán như thầy bói vậy đó. Hai chị em lúc này mới đi vòng xuống chợ cũ, rồi thủng thẳng quay trở về nhà, nhắc ghế để trước cửa mà ngồi nói chuyện chơi.